Tối ngày 14 tháng 11, cả nước ghi nhận 8.176 ca COVID-19, 64 ca tử vong. Thông tin từ Bộ Y tế tối ngày 14 tháng 11 công bố 8.176 ca nhiễm và trong đó 8.163 ca tại 52 tỉnh thành, giảm 288 ca so với ngày hôm qua. 5.257 người khỏi bệnh, 64 ca tử vong. Các ca nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh 985, An Giang 695, Đồng Nai 674, Bình Dương 623, Đồng Tháp 382, Bình Thuận 369, Tây Ninh 332, Sóc Trăng 299, Vĩnh Long 288, Tiền Giang 274, Kiên Giang 274, Bạc Liêu 273, Cà Mau 243, Đắk Lắk 228, Khánh Hòa 209, Bà Rịa Vũng Tàu 204, Bình Phước 184, Cần Thơ 146, Thái Bình 134, Trà Vinh 134, Bến Tre 98, Long An 95, Thừa Thiên Huế 93, Hà Nội 88, Hậu Giang 69, Hà Giang 56, Đắk Nông 52, Thanh Hóa 47, Phú Thọ 46, Nghệ An 44, Quảng Nam 43, Bắc Giang 41, Quảng Ngãi 39, Ninh Thuận 37, Quảng Ninh 37, Nam Định 36, Gia Lai 36, Quảng Trị 35, Bắc Ninh 32, Bình Định 30, Quảng Bình 29, Tuyên Quang 27, Hà Nam 21, Điện Biên 20, Đà Nẵng 18, Phú Yên 16, Lạng Sơn 9, Ninh Bình 9, Thái Nguyên 4, Cao Bằng 3, Yên Bái 2, Hà Tĩnh là 1 ca. Trong đó 3.705 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh giảm 261, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 255, Bình Định giảm 96. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: An Giang tăng 148, Bình Thuận tăng 104, Đắk Lắk tăng 102. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 8.248 ca một ngày. Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong, Thành phố Hồ Chí Minh 22, Kiên Giang 8, An Giang 6, Bình Dương và Tiền Giang 5, Tây Ninh 4, Bình Thuận, Cần Thơ, Bạc Liêu, Ninh Thuận đều 2, Hà Nội, Hà Giang, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long mỗi nơi 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 79, tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay 23.082. Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày 5.257, số bệnh nhân thể nặng đang điều trị 3.947, trong số này 13 ca được can thiệp ECMO. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm ghi nhận trong nước 1.021.493, trong đó 860.494 người đã được công bố khỏi bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.